Làm nghề xử lý nước thải, chất thải, tái chế môi trường có tạo ra nhiều phước không? Cái này nó cũng y chang như đợt có vị hỏi sư là cái nghề mà xây dựng á, xây nhà cho người ta rồi mình có phước hay không? Có một chuyện mà quý vị cần phải lưu ý như thế này. Cái người làm á, họ có nhận lương không? Họ làm đó là vì cái mục đích để mà họ làm cái nghề đó, đó là để họ kiếm sống, họ vì đồng tiền, hay là mục đích của họ đó là vì tốt cho đời, rồi ai muốn cho bao nhiêu thì cho, mà nếu như không cho họ vẫn làm. Phân biệt rõ nha, phân biệt rõ giùm sư nha. Tức là cái mục đích của mình ấy, mục đích công việc của mình là để làm cái gì, và trong trường hợp mà người ta không có trả lương, không trả công cho mình ấy, mình có làm hay không. Chính cái chuyện đó nó quyết định là mình đang tạo phước hay chỉ đơn giản là mình đang tìm phương tiện để mà sinh nhai. Tuy nhiên cái gì nó cũng có mặt này mặt kia. Nếu như mà mình chỉ đơn thuần mình tính cái chuyện á là mình xử lý nước thải rồi chất thải rồi tái chế môi trường, mà nó có một cái như vậy, nó có một cái như vậy, trong khi mà mình đang xử lý nước thải chất thải mình tái chế, mình có sát sanh không? Có không? Mình có ý thức được, là ở trong những cái mớ rác đó đó, trong những cái nước thải đó đó, nó có vô số chúng sanh. Mình có ý thức được chuyện đó không? Và khi mà trong các cái giai đoạn xử lý như vậy đó, bao nhiêu chúng sanh nó chết đó, mình có ý thức được chuyện đó không? Thành ra là mình phải cẩn thận nha, cẩn thận. Thành ra là cái sự e là những vị mà làm cái nghề này đó khó tránh khỏi cái giới sát lắm. Khó tránh khỏi giới sát lắm. Mà dù cho mình không có ý muốn giết hại, không có ý muốn xử lý những cái con vật ở trong rác thải, trong nước thải đó, thì cái hành động của mình ấy nó cũng dẫn đến những con vật đó nó phải chết. Dù cho mình tự mình lừa mình đi, mình chỉ bấm cái nút thôi, bấm cái nút để xử lý rác thải ha, bấm cái nút để xử lý nước thải, bấm cái nút để mà nó làm sạch, mình không có ý, hoặc là mình có ý là mong cho đừng có con này con kia chết. Nhưng mà sự thật thì dưới cái hành động của mình ấy vẫn có rất nhiều con này con kia nó chết. Mà trong trường hợp đó thì nó cũng có thể gây oan trái với mình nha. Nó có một số nghề như thế này nè, ví dụ như làm đường, làm cầu, nhưng mà mình làm á thì nó thuộc về cái chánh nghiệp, chánh mạng, tức là cái sự nuôi mạng của mình ấy không có ảnh hưởng đến chúng sanh khác nha. Còn cái nghề mà xử lý nước thải, chất thải, tái chế môi trường thì sư e là có đó. Rồi hơn nữa, khi mà mình trong quá trình mình làm như vậy đó, mình có nhậu nhẹt hay không? Rồi trong những cái môi trường này đó, khi mà mình nói chuyện thì mình có dùng những cái lời thô lỗ cọc cằn hay không? Bởi vì những cái lời thô lỗ cọc cằn đó đó,
nó là môi trường để cho tâm sân nó phát triển.